YouTuber Đức Trần Channel rất là vui gặp lại toàn thể về các bạn ở video mới. Kính thưa về các bạn, ở video này thì chúng ta sẽ tham quan khu vực của cửa khẩu Hà Khẩu, Lào Cai ở tại Việt Nam. Với cửa khẩu Hà Khẩu này thì phải nói Đức Phước Trần Channel cũng có nhiều video gửi đến quý vị các bạn rồi. Tuy nhiên hôm nay với cái buổi sáng, thời tiết khá là mát mẻ, nhiệt độ khoảng 16-17 độ C, và với cái không gian với sương mù như thế này, cho nên cũng muốn gửi chúng ta những hình ảnh ở tại cửa khẩu Hà Khẩu này. Đây là khu vực của bên Trung Quốc, tỉnh Vân Nam, và đây là khu vực quen thuộc cửa khẩu Hà Khẩu, Lào Cai của Việt Nam. Đây là cột mốc đôi ở tại Việt Nam ta, cột mốc số 2. Và đối xứng bên Việt Nam ta thì dĩ nhiên là bên Trung Quốc cũng có một cột mốc nữa. Về ranh giới cửa khẩu của hai quốc gia giáp ranh với nhau thì sẽ có cột mốc biên giới, và có hai cột, tức là hai dạng cột. Thứ nhất là cột mốc đơn, và thứ hai là cột mốc đôi. Và nếu như khu vực nào mà được ngăn cách bởi con sông thì sẽ thường lấy đáy sông làm ranh giới tự nhiên của hai nước. Và dĩ nhiên thì về đường biên giới thì sẽ có cái vùng đệm nữa, vùng đệm. Và video gần đây nhất về cửa khẩu Hà Khẩu thì Đức Phước Trần Channel đã có dịp chia sẻ với ta về khu vực của đền Mẫu đang được trùng tu sửa chữa, và hiện nay đã được trùng tu sửa chữa xong. Chính vì thế bây giờ xin mời toàn thể về các bạn cùng viếng đền Mẫu với Đức Trần Channel. Hiện nay đền Mẫu được chỉnh sửa rất là khang trang, rất là đẹp. Chúng ta sẽ vào viếng đền Mẫu nha. Sáng nay thì cái khu vực này là phải nói rằng là người dân địa phương đây người ta bán thứ nhất là trái cây, thứ hai đó là đồ chơi cho trẻ em, và những cái loại cây trái thường bán đây đó là sâm đất nè, rồi lê nè, ốc chó nè, hạt dẻ nè. Quen thuộc đây là tàu hũ ha. Sáng nay thời tiết mát mẻ, trong lành, nhưng mà có sương mù nên nó không được trong lắm. Đây khu vực đền Mẫu đã được trùng tu sửa chữa xong, rất là khang trang. Chúng ta sẽ vào trong chiêm bái nha. Đây là phía trước, đây là cái miếu thờ ban cậu bé. Đây là một cái bức bình phong tiền án cho đền. Đây là một cái miếu thứ hai, đó là ban thờ ban cô bé. Và đây còn có một miếu thứ ba phía trước thờ ban thổ công. Khu vực này thì có một cái gian riêng để thờ mẫu. Thì ở đây thì chúng ta biết rằng là
Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thì bà cai quản khá là nhiều khu vực. Thí dụ như là ở vùng sông nước thì Thánh Mẫu Thoải, hay là ở những cái khu vực rừng rậm vân vân thì có bà Chúa Thượng Ngàn. Còn ở đây thì đây là một cái gian thờ về núi đồi, thì bà với cái hóa thân là bà Chúa Sơn Trang. Và hai bên đó thì có hai cái ban thờ. Thứ nhất là ban Chúa Thác Bờ. Và thứ hai thì bên đây. Đây có gian thờ đó là ban Trầu Lục. Với cái văn hóa tín ngưỡng thờ cúng miền Bắc thì Đức Phúc Trần Channel đã có dịp chia sẻ với ta và trình bày ở những video trước rồi. Tức là miền Bắc họ rất là tín ngưỡng, rất là tâm linh. Cho nên khi mà họ đi chiêm bái, họ viếng cái nơi nào đó thì họ đều phải có sớ, phải có lễ vật và cầu khấn rất là trang nghiêm, bài bản. Chính vì thế là ở phía trước đều có cái chiếu cũng như là mỏ, chuông và có xin xăm, xin quẻ. Cho nên là dành cho những người mà họ đến đây họ cúng chiêm bái với đọc sớ vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ qua đền chính nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô đền chính, mới được trùng tu nên tuyệt vời ạ. Tức là cái cửa đây bằng gỗ rất là đẹp. Đây chúng ta thấy rằng là có cái chiếu, có sạp để cho mọi người đến đây để cúng và chiêm bái ha. Rất là đẹp, trang nghiêm, có xinh quẻ. Đây là cái gian đầu tiên để thờ ban cộng đồng. Và bên đây thì có cái gian thờ là ban nhà Trần. Đối xứng bên đây chúng ta sẽ qua cái gian đối xứng. Đây là cái gian bên đây là thờ là ban tứ phủ ông Hoàng. Sau cái gian đầu thì tới gian bên sau, gian chính bên trong, thì gian ở giữa.
đây là ban thờ mẫu, đây là gian thờ chính của đền mẫu. Và hai bên của gian thờ mẫu thì có gian thờ, đây là gian thờ của ban Cô Đôi và Cam Đường, Cô Đôi Cam Đường. Và đối xứng bên đây thì có gian thờ của Chầu Tủ Đền. À đó, coi là toàn bộ cái khuôn viên bên trong của đền. Và vừa được trùng tu sửa chữa lại cho nên là rất là khang trang. Đây là bằng gỗ bên trong hết, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta ra khuôn viên bên ngoài nha. Đây có người đến khấn vái này, có sớ đàng hoàng. Đây là bên ngoài đã có cái khu vực dành cho người dân, người ta đến đây để người ta chuẩn bị lễ vật vào trong chiêm bái. Gà quay vô, chuối quay ra. Xôi gách. Xôi gách hạt sen. Dạ, xôi gách hạt sen. Dừa. Đây là hoa quả ngọt. Anh ở tỉnh nào đấy? Dạ, em ở Sài Gòn ạ. Dạ. Wow, thấy mấy chị trang trí mâm này đặc biệt quá nè. Dạ, để cúng bên bên mẹ Sơn Trang nè. Thì có chanh hả? Rồi có dạ, táo, gừng, ớt. Có dưa leo ha. Dưa. Dạ. Dưa chuột. Cô có hai mầm đá. Dạ. Đẹp quá cái mâm này, chị làm đẹp quá. Đấy, rồi bên đây mâm đây nữa. Vâng. Có thịt, có tôm, có cua, có bún, có chả. À, đầy đủ hết. Đây là hoa hương. Là bộ lễ vật đây rất đầy đủ. Đấy, như vừa rồi Quốc Trần Channel có dịp chia sẻ với ta đó, những người ở miền Bắc đây họ đi lễ rất là bài bản, rất là trang nghiêm, đầy đủ lễ vật. Và có sớ, có đẹp quá.
và một tí nữa họ vô trong họ bày ra ở những cái gian thờ, và họ quỳ, họ lại, họ cúng, họ niệm khoảng một tiếng đồng hồ, rất là lâu. Đó là một cái nét văn hóa thờ cúng cũng rất là hay. Đây là công viên bên ngoài thì có chỗ để cho hóa vàng, hóa vàng mã. Và đây là những cái thông tin về đền Mẫu và được công nhận là di tích quốc gia. Như thế thì rất cảm ơn toàn thể vị các bạn đã cùng đồng hành với Đức Phúc Trần Channel trong mười mấy phút vừa rồi. Chúng ta đã dành những cái thời gian quý báu của mình để xem hết video này. Thật ra thì nơi này không có xa lạ với toàn thể vị các bạn cũng như là với kênh của Đức Phúc Trần Channel. Tuy nhiên hôm nay thì có dịp trở lại với vùng đất Lào Cai, cửa khẩu Hà Khẩu, trong một buổi sáng khí trời rất là mát mẻ, trong lành, và rất là vui mừng chào đón sự khang trang của đền Mẫu, nên cũng muốn chia sẻ đến toàn thể vị các bạn những hình ảnh mới của đền Mẫu này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng đồng hành với Đức Trần Channel trên những chặng đường kế tiếp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại nha.